Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục Lào Cai xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, vào cuối tháng 4 năm 2020, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà được công nhận đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới đã mang lại niềm vui cho nhân dân các dân tộc nơi đây. Để đạt được kết quả đó, ngoài sự nỗ lực của cấp ủy chính quyền địa phương, còn có sự chung sức đồng lòng của nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã. Đây cũng là tiền đề quan trọng để Cốc Lầu tiếp tục thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao ở giai đoạn tiếp theo. Khi chưa thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Cốc Lầu cũng như nhiều xã vùng cao khác của huyện Bắc Hà, đời sống kinh tế, cơ sở hạ tầng nông thôn còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao. Như một luồng gió mới, chương trình xây dựng nông thôn mới đã giúp cho vùng đất này đổi thay đi lên. Để thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới, trong quá trình thực hiện, xã luôn có sự bàn bạc, thống nhất, dân chủ, đánh giá các mục tiêu, tiêu chí nông thôn mới một cách sát thực, để từ đó có giải pháp thực hiện theo đúng kế hoạch, lộ trình cụ thể cho từng năm. Trong việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, phát huy cao độ vai trò của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu để thực hiện các tiêu chí quan trọng có tính lan tỏa. Trong các cái tiêu chí xây dựng nông thôn mới thì nói chung các tiêu chí đều quan trọng, nhưng các tiêu chí khó nhất thì xã tập trung chỉ đạo cũng như là tập trung tuyên truyền vận động nhân dân, đặc biệt cái tiêu chí thu nhập và cái tiêu chí môi trường. Cái tiêu chí môi trường không phải là tiêu chí khó, nhưng mà để mà dân tự giác thực hiện cũng như là tự nguyện tham gia thì thứ nhất là cán bộ ở thôn phải là người đi đầu, người gương mẫu, cũng như là chúng ta phải là người thực hiện trước ấy, và để dân nhìn theo và dân làm theo. Đối với cái thu nhập thì trước hết là đối với xã Cốc Lầu thì cây phải xác định được cái cây chủ lực là cây gì. Đối với Cốc Lầu thì cây chủ lực vẫn là cây quế ấy, và trong 10 năm trở lại đây thì cũng đã từ 600 ha giờ đã lên đến hơn 900 ha ấy, và cái diện tích cho thu hoạch là hơn 500. Khi mà người dân cái thu nhập của người dân được nâng lên thì người dân sẽ tự nguyện tham gia đóng góp nguồn lực cũng như là công sức để đầu tư, cũng như là vấn đề đổ đường bê tông liên thôn rồi nói đổ đường liên gia ấy, và thực hiện các cái công trình ví dụ như là làm thắp sáng đường quê, rồi là để trồng hoa ấy, và xây dựng chỉnh trang nhà cửa và xây dựng chuồng trại, rồi nhà vệ sinh, nhà tắm. Trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới, xã Cốc Lầu cũng hết sức quan tâm đến công tác tuyên truyền vận động nhân dân hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa của chương trình, nên đã thu hút được sự tham gia đồng thuận của nhân dân và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Từ năm 2013 đến năm 2020, trong xã đã có 168 hộ hiến đất cho việc xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng như đường giao thông, điện. Nhân dân cũng tham gia đóng góp được gần 5.000 ngày công, đóng góp tiền mặt, toàn bộ quy ra tiền hơn 16 tỷ đồng. Một trong những đổi thay lớn của xã Cốc Lầu đó là vệ sinh môi trường. Các gia đình đã tự ý thức được việc xây dựng chỉnh trang, làm mới nhà cửa. Nhiều tập tục thói quen về vệ sinh môi trường đã có sự thay đổi. Các hộ chăn nuôi đã làm chuồng trại gia súc ra xa nhà, tỷ lệ hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt trên 73%. Cũng như tiêu chí về vệ sinh môi trường, Cốc Lầu là xã có 7 thôn thì hầu hết các thôn đều là vùng cao. Do đó, thực hiện tiêu chí giao thông có ý nghĩa quan trọng, không chỉ phục vụ đi lại của người dân mà còn đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế đối với những thôn này. Với quyết tâm ấy, xã đã thực hiện cứng hóa được hơn 30 km đường giao thông. Tôi cũng là một người dân ở trong xã Cốc Lầu. Về các tiêu chí xây dựng nông thôn mới thì thứ nhất về bản thân gia đình và gia đình đóng góp về xây dựng nông thôn mới là ví dụ như đóng góp công sức đổ đường bê tông xi măng đến các thôn bản, rồi các đường liên gia và đến các hộ gia đình ngõ xóm. Hoàn thành xây dựng nông thôn mới, đời sống người dân, cơ sở hạ tầng, diện mạo nông thôn của xã có nhiều đổi thay. 100% thôn bản có điện lưới quốc gia, 85% số hộ có nhà đạt tiêu chuẩn, đường giao thông, trường học đều được đầu tư xây dựng kiên cố đạt chuẩn. Trong sản xuất, người dân xã Cốc Lầu đã đẩy mạnh thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đưa cây quế là cây trồng chính, chủ lực để định hướng cho bà con nhân dân trồng. Qua 10 năm, từ chỗ chỉ có 600 hecta, đến nay xã đã trồng và nâng lên được hơn 900 hecta và đã có 500 hecta cho thu hoạch. Đến nay, giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích canh tác đạt 40 triệu đồng trên một hecta,
thu nhập bình quân đầu người đạt 36 triệu đồng trên năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn trên 11%. Các lĩnh vực khác như xây dựng hệ thống chính trị, văn hóa, xã hội đều có bước phát triển. Tôi nhìn nhận thấy là cái sự thay đổi của nông thôn, xã Cốc Lầu, tức là đến hiện nay là nhiều đổi thay, tức là thứ nhất từ vật chất, đường xá, giao thông đi lại rất thuận tiện dễ dàng. Thế hiện nay coi như đường bê tông liên thôn liên xã coi như đi lại thuận tiện rõ ràng. Trường học, các cơ sở đều là được khang trang, xây sạch đẹp. 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Cốc Lầu đã huy động được nguồn lực thực hiện trên 41 tỷ đồng. Không tự bằng lòng với kết quả đạt được, nhiệm vụ tiếp theo trong giai đoạn tới được Cốc Lầu xác định rõ là phải giữ vững và nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là đối với những tiêu chí mới đạt ở mức tối thiểu. Đồng thời với đó là triển khai xây dựng các thôn kiểu mẫu, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao. Để duy trì tốt cái nông thôn mới bền vững thì bản thân cũng như gia đình cần phải tiếp tục để phát huy những cái mặt làm được và những cái tồn tại, khắc phục những cái tồn tại mà trong công tác xây dựng nông thôn mới còn nợ động. Thế, và tiếp tục tuyên truyền cho nhân dân trong thôn xóm sao mà làm tốt được cái các cái mặt phát triển kinh tế gia đình, cũng như là tiếp tục tu sửa hoàn chỉnh nốt các cái cơ sở hạ tầng của thôn bản, và cũng như là cái việc phát triển kinh tế hộ gia đình. Thế trong bây giờ được công nhận là một cái đạt chuẩn nông thôn mới thì tức là sự phấn đấu của nhân dân là chúng ta phải tập trung dồn sức, tức là sản xuất, đầu tư, thâm canh, đưa các cái loại giống cây trồng làm sao có hiệu quả kinh tế cao để đưa đời sống nhân dân mỗi ngày một cái ổn định vững chắc hơn. Bài học kinh nghiệm mà Cốc Lầu đúc rút được trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới đó là phải huy động được sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể và sự đồng lòng ủng hộ của người dân. Cấp ủy, chính quyền phải nắm vững được mục đích, ý nghĩa của chương trình, lựa chọn tiêu chí dễ làm trước, khó làm sau để xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện. Bài học kinh nghiệm này sẽ được Cốc Lầu tiếp tục nhân lên trong kế hoạch phấn đấu thực hiện các mục tiêu, tiêu chí nông thôn mới nâng cao trong giai đoạn tới. Cái công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Cốc Lầu thì hôm nay xã vinh dự được tỉnh công nhận đạt 19 tiêu chí, và cái kinh nghiệm để thực hiện các cái tiêu chí, đạt các cái tiêu chí về đích nông thôn mới thì qua các cái năm thực hiện thì cứ mỗi một năm thì ban chỉ đạo xã là tổ chức tổng kết một năm và rút kinh nghiệm và đánh giá những cái hạn chế tồn tại, đồng thời là bàn biện pháp để khắc phục những cái tồn tại, và đặc biệt là muốn thực hiện tốt các cái tiêu chí xây dựng nông thôn mới thì phải tăng cường công tác tuyên truyền để làm chuyển biến nhận thức của người dân và sự đồng tình tham gia của người dân, cũng như là sự tự nguyện của người dân. Và chúng tôi xác định rằng là về đích nông thôn mới thì có những hôm nay cũng chỉ là đạt ở cái mức tối thiểu, còn có những tiêu chí thì vẫn còn đạt rồi nhưng vẫn còn rất là non, và chúng tôi xác định rằng là việc nào dễ thì làm trước, việc nào khó thì làm sau, và các cái tiêu chí mà hiện nay đạt mới đạt ở mức tối thiểu thì chúng tôi sẽ tập trung xây dựng kế hoạch, cũng như là phân công cụ thể nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí thành viên trong ban chỉ đạo phụ trách, cũng như đặc biệt các đồng chí trong ban thường vụ và thường trực để trực tiếp phụ trách và để làm thế nào để nâng cao cái tiêu chí lên. Trong nhân dân thì tập trung huy động các cái nguồn lực từ trong nhân dân, đặc biệt là công sức để nhân dân là tham gia xây dựng làm thế nào để các cái tiêu chí hoàn thành rồi chúng ta phải nâng cao cái tiêu chí đó ở cái mức cao hơn. Xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc. Cấp ủy, chính quyền địa phương và bà con nhân dân xã Cốc Lầu không tự bằng lòng với kết quả đạt được, vẫn đang đẩy mạnh triển khai thực hiện và nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới để làm sao cho cuộc sống của người dân cũng như diện mạo nông thôn mới của xã vùng cao Cốc Lầu ngày càng có sự đổi thay. Chuyên mục Lào Cai xây dựng nông thôn mới đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chuyên mục sau.